Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm miệng da mặt với một phương pháp cực kỳ đơn giản và cực kỳ nhanh chóng. Các bạn có thể áp dụng phương pháp này để làm miệng da mặt của các bức ảnh. Tại đây thì mình sẽ lấy nguồn ảnh và nguồn hướng dẫn tại VietDesign. Như các bạn đã thấy, đây là bức ảnh gốc và bức ảnh đã qua chỉnh sửa before and after. Khuôn mặt của bức ảnh gốc, và kéo sang đây thì các bạn có thể thấy khuôn mặt của bức ảnh đã qua chỉnh sửa vẫn giữ được nét của khuôn mặt, nét của tóc rất là sắc, nhưng mặt thì đã được chỉnh sửa khá là đẹp. Trở về với bức ảnh gốc, thì mình sẽ mở bức ảnh gốc nguyên bản lên. Như các bạn thấy ở đây thì khuôn mặt của mẫu khá là nhiều các vết nám, vết nhăn. Bước thứ nhất, các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl Shift U để trở về màu đen trắng cho bức ảnh. Tiếp theo các bạn chọn menu Filter Alter High Pass. Các bạn giảm High Pass xuống đến khi nào chỉ nhìn thấy viền của khuôn mặt. Ở đây mình để tầm 0.7 pixel thì các bạn có thể thấy chỉ còn viền của khuôn mặt. Sau đó các bạn nhấn OK. Tiếp theo đó các bạn để chế độ hoặc chọn Overlay. Và như vậy, chúng ta đã xong, khuôn mặt đã được giảm đi một lượng đáng kể. Các bạn liên tiếp thực hiện các bước như vừa rồi và đến khi nào khuôn mặt nhẵn vừa ý thì thôi. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.